Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Mình thấy rằng có rất nhiều anh em nói mình là anh nên drop test những thứ khác đắt tiền hơn, những thứ khác nó xa xỉ hơn. Ví dụ như là những chiếc iPhone 14 Pro Max mạ vàng nạm kim cương chẳng hạn. Nhưng mình sẽ không làm như thế, bởi vì mình là một người cực kỳ tôn trọng sản phẩm. Mình sẽ không bao giờ làm cái trò đập phá hay là... À không, em đã nghỉ rồi anh ạ, em sẽ không làm đâu. Anh đừng như thế nữa. Không, em đã nói các bạn khán giả rồi, em sẽ không làm nữa nhá. Em là một người rất tôn trọng sản phẩm. Không anh ạ, tốt lần cuối em không. Em đã bảo là không làm được, anh một cười, em tức quá đấy à. Anh em ơi. Vâng, và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì nếu như anh đang quan tâm đến những chiếc iPhone 14 Pro Max thì hiện tại Cellphone S đã chính thức mở đặt trước từ ngày 7 tháng 10 và trả hàng từ ngày 14 tháng 10. Anh em nào quan tâm đến những mẫu máy này thì anh em có thể đăng ký đường link ở phía bên dưới nhá. Và đặc biệt là Cellphone S sẽ sẵn hàng tất cả những mẫu ốp lưng cường lực dành cho iPhone 14 series. Rồi, hiện tại thì tất cả những sản phẩm mà mình đang có ở đây đều có một cái giá trị rất là lớn. Vâng, giới thiệu với anh em, ở đây mình đang có 4 chiếc iPhone và tương đương nó chính là một chiếc ô tô. Quá là khủng khiếp luôn. Và những chiếc iPhone này thì để nói cho anh em dễ hiểu ấy, giá iPhone hiện tại đang là khoảng tầm 35 cho đến 40 triệu một máy. Thì cái máy này khoảng 200. Và đây chúng ta sẽ có 4 phiên bản. Một là phiên bản mạ vàng này, xong là phiên bản đính kim cương kỷ niệm 15 năm này, và phiên bản nữa là phiên bản full kim cương luôn. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp unbox cũng như là để xem là bên trong nó sẽ có những cái gì nhá. Ok, đầu tiên. Rồi, đây. Ở bên trong hộp thì đây, chúng ta sẽ có thứ nhất là một cái phiếu bảo hành như này. Sau đó chúng ta sẽ có thêm là sản phẩm này. Ở bên dưới sẽ là tai nghe. Đây, tai nghe. Đó, cắp sạc, củ sạc, một chiếc ôm lưng. Mà ôm lưng này thì nó phải gọi là vãi nồi luôn anh em. Nhìn nó đúng phải gọi là quý sở tộc luôn anh em ơi. Đây, anh em mà dùng cái điện thoại ấy, thì anh em sẽ đựng vào một cái ốp lưng, một cái ví da như thế này. Dã man. Bình thường tôi toàn dùng ốp trong suốt hoặc là ốp chống sốc. Đằng này anh em, nếu như anh em mua ấy, anh em hoàn toàn có thể đựng vào một chiếc ví da nhá. Ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ còn được tặng thêm cả, anh em biết cái phần quà đi kèm nó là cái gì không? Đó chính là một chiếc AirPods 3. Và nó nên có, tại vì là một chiếc iPhone như này, như mình đã nói, cái mức giá của nó ấy là cực kỳ lớn, lên tới hơn 100 triệu, nó lên tới hàng trăm triệu rồi ấy. Thì với những cái món quà như thế này, mình nghĩ rằng là giả sử một một ông bố mua một cái điện thoại như này thì cái AirPods này cho con cái cũng được luôn. Nó giống như kiểu quà tặng kèm mà, quá là ghê gớm. Về cơ bản là những cái phụ kiện bên trong thì nó cũng giống nhau thôi, còn nó khác mỗi cái là đây. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta đó. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với anh em về những cái máy này nhá. Ở đây thì đều là iPhone 14 Pro Max. Vâng, anh em không nghe nhầm đâu, đây đều là những chiếc iPhone 14 Pro Max rất mới, vừa mới được bán ra thôi. Và trong khi bọn mình phải chật vật để sang bên Singapore để có thể mua cho anh em chiếc máy mới, thì ở đây chúng ta đã có những chiếc máy mạ vàng rồi, rất là nhanh. Và từ phía bên tay trái của mình sang thì anh em sẽ thấy rằng đây, thứ nhất là cái phiên bản iPhone 14 Pro Max mạ vàng. Cái vàng này thì nó sẽ là vàng 24K. Và ở đây thì anh em sẽ thấy rằng là cái mặt lưng của nó ấy, nó cái logo quả táo, nó sẽ còn được khảm xà cừ, khảm chai ở trên này nữa. Đúng rồi, đấy, nhìn quá là đẹp luôn. Xịn. Cầm mấy cái máy này là phải có thêm găng tay cho nó đỡ rén, được không? Đúng rồi. Cả cụm camera cũng được làm thành viền vàng luôn, nhìn dã man. Con này mình nghĩ rằng nếu như mà anh em dùng ấy, anh em không cần phải đeo ốp đâu, anh em cứ mang ra ngoài đường, sau đó thì ốp lên tai như thế này. Alo, iPhone 14 Pro Max mạ vàng 24K, xin nghe. Đấy, như thế thì nó sẽ cực kỳ là đẳng cấp. Rồi, đến với lại nhân vật tiếp theo thì đây, nó là cái phiên bản iPhone 14 Pro Max kỷ niệm 15 năm. Đây, mình dơ ra camera để cho anh em có thể dễ dàng nhìn thấy hơn nhé. Đó, thì cái phiên bản này nó sẽ có một cái sự khác biệt, đó chính là cái cụm camera của nó ấy sẽ được nạm. Xịn chưa anh em? Cái phiên bản này thì cái logo quả táo nó cũng một phần, một nửa nó sẽ là nạm thêm kim cương ở đây, và nửa còn lại nó sẽ là phủ màu. Còn những cái chi tiết còn lại thì nó sẽ đều có kim cương cả, từ nút tăng giảm âm lượng này, nút nguồn cho đến viền camera.
đó, thì nó sẽ đều là nạm kim cương. Và anh em biết gì không, anh Duy Thẩm ấy, đúng vậy, anh Duy Thẩm cũng sẽ có một phiên bản có tên của anh ý là cái phiên bản này luôn. Và mức giá cho chiếc điện thoại này nó sẽ lên tới là 205 triệu. 205 triệu. Và không giấu gì anh em, đối với anh Duy Thẩm thì anh ấy đã có một chiếc iPhone 14 Pro Max phiên bản Duy Thẩm. Thì mình cũng đã có một chiếc iPhone 14 Pro Max phiên bản 2 triệu. Đó, và phiên bản của Hải Triều thì cũng là phiên bản đắt tiền nhất với mức giá là khoảng tầm 210 triệu đồng. Và anh em có thể thấy ở đây là những cái dòng chữ Hải Triều là đều do tự tay mình thiết kế, tự tay mình viết nên. Thế nên là cái chiếc điện thoại này rất có ý nghĩa đối với mình. Rồi, thế thì ngày hôm nay mình chia sẻ nhanh với anh em về những cái mẫu iPhone nó rất là độc đáo. iPhone 14 Pro Max mạ vàng, cực kỳ hiếm, cực kỳ đắt tiền và rất nhanh đã về đến Việt Nam. À, nếu như mà anh em nào quan tâm thì mình sẽ để cho anh em đường link ở bên dưới dẫn thẳng đến GA. Đây là đơn vị mà đã chế tác ra những chiếc iPhone này và mang nó đến thị trường. Thực sự là đến thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng đây vẫn là những chiếc điện thoại, nó rất là, nó không phải là điện thoại đắt tiền nữa rồi, mà nó là cái điện thoại xa xỉ, luxury ấy. Đó, thế nên là nếu như mà anh em nào quan tâm thì anh em hãy bấm đường link bên dưới. Và cũng xin chia sẻ luôn với anh em rằng là những cái này nó không làm cho điện thoại của anh em chụp ảnh đẹp hơn đâu. Mạ vàng không có nghĩa rằng là máy của anh em nó sẽ mạnh hơn. Mạ vàng không có nghĩa rằng là máy của anh em nó sẽ chụp ảnh ngon hơn. Mà nó chỉ đơn giản là nó sẽ khiến cho anh em có một cái mặt lưng, có một cái tấm áo nó rất là lộng lẫy, nó rất là đẹp thôi. Ok, thế thì đó là một vài những cái chia sẻ của mình về những chiếc iPhone 14 Pro Max mạ vàng mình có ở đây ngày hôm nay. Vậy còn anh em thì sao? Anh em nghĩ rằng là khoảng tầm bao lâu nữa thì mình mới mua được một chiếc điện thoại như này? Thì anh em hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của anh em TV. Bởi vì nếu như có bất kỳ sản phẩm nào mới, sản phẩm nào hot thì mình cũng sẽ ngay lập tức chia sẻ với anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Vâng, như vậy là trong video ngày hôm nay mình vừa mới chia sẻ với anh em về những chiếc iPhone rất là xa xỉ, đắt tiền. Thực sự là quá đẹp, không thể tin nổi là có những sản phẩm như này. Anh Tân đồng ý không ạ? Nguyên cái bàn này đã là 600 triệu rồi. Công nhận, nó rất là sang chảnh rồi. Không thể tin nổi luôn là có những sản phẩm. Anh cũng có một cái cảm nhận giống y hệt như em ấy. À thế ạ? Hôm nay anh có chụp cái ảnh với ba cái iPhone này, anh về anh khoe với anh. À. Thấy không? Mẹ đéo được trên tay hẳn ba con iPhone mạ vàng 600 triệu. Chắc là bạn gái cũng rất là bất ngờ đúng không anh? Không thể tin nổi là có. Không. Tại sao lại như mẹ anh quay ra bảo anh là bố mày mua con Vertu là 700 rồi, ba con này bình thường.